Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới cho các bạn với một thông tin rất là nóng vừa cập nhật được. Đó là liên quan tới là vụ vợ chồng chủ cửa hàng gốc Việt bị bắt chết ở Mỹ. Và cảnh sát ngày hôm nay đã công bố video của hiện trường đầy ghê rợn này. Hình ảnh kẻ gây án cũng được là ghi lại. Và câu chuyện vụ án này tôi trước kia cũng đã gửi tới cho quý vị và các bạn rồi. Hai vợ chồng người Việt đó đã chết rất là dã man của một kẻ cướp, và đến ngày hôm nay thì hung thủ vẫn chưa bắt được, và cảnh sát đã công bố cái đoạn video lên để cho mọi người nhận dạng. Và đây là quyết định rất là khó khăn của cảnh sát, vì đoạn clip có xuất hiện là cảnh cầu xin trong sợ hãi của nạn nhân trước khi là bị sát hại dã man. Vào ngày 15 tháng 12 á, thì cảnh sát thành phố ở bang là Florida, Mỹ đã công bố đoạn video mới nhất có liên quan đến vụ việc vợ chồng cửa hàng gốc Việt bị sát hại trong vụ cướp có vũ trang gây chấn động dư luận địa phương cách đây là 2 tuần. Và cụ thể là ngày 30 tháng 11, một người đàn ông đeo mặt nạ có mang theo súng đã xông vào là siêu thị T&N. Đó, một thành phố nằm trên là phong bang của là Florida ở Mỹ, và kẻ đột nhập sau đó đã bắn hai người, một là nạn nhân chết tại chỗ, trong khi người còn lại là qua đời ở bệnh viện vào ngày hôm sau. Đây là một vụ cướp rất rùng rợn và rất cũng đau thương cho là hai người Việt. Đó, hai vợ chồng còn rất là trẻ, và theo công bố từ phía cảnh sát á, thì nạn nhân của vụ việc là cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt, tức là ông Minh, một người tên là Minh Nguyễn 47 tuổi và Khiêm Ba Trinh 56 tuổi. Đây là hộ gia đình kinh doanh lâu đời và được nhiều người dân trong cộng đồng là Đông Bắc là biết tới. Với hy vọng là tìm ra kẻ gây án thực sự, cảnh sát địa phương mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tượng bên trong siêu thị ở thời điểm mà vụ án đã xảy ra. Đây có thể được xem là một quyết định khó khăn khi tiếng nạn nhân là van xin là tuyệt vọng trong đoạn clip cũng là xuất hiện. Và theo đó thì một người đàn ông mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ và mang theo súng đã xông vào siêu thị, chỉa thẳng về phía các nạn nhân. Hắn ta liên tục đe dọa họ. Bà Nguyễn đã cầu xin kẻ tấn công làm ơn, tôi hứa sẽ không làm gì cả, anh có thể lấy nó đi. Tức là ám ảnh nói là lấy tiền đi đó các bạn. Rất là tội nghiệp. Và tuy nhiên tên cướp vẫn là mặc kệ những lời van xin đó. Hắn bắn các nạn nhân nhiều phát trước khi là bỏ chạy khỏi hiện trường. Quá tàn nhẫn phải không các bạn? Tàn nhẫn và quá đau xót. Thì đó, các bạn nghe tiếng nó nói không? Đó. Thì vào ngày mùng 2 tháng 12 đó, thì cảnh sát cũng đã công bố một đoạn video là quay từ bên ngoài cửa hàng cho thấy kẻ tấn công đã ép ông Trinh quay vào cửa hàng và nổ súng. Tên cướp sau đó rời khỏi cửa hàng mang theo một là chiếc túi màu trắng được cho là đựng tiền cướp được. Sau đó là ngày 4 tháng 12, cảnh sát đã bắt giữ một người da màu là tên là bà Nixon 42 tuổi vì tội là cung cấp sai thông tin cho cơ quan là thực thi là pháp luật. Cụ thể là Nixon đã bước tới vào cửa hàng ngay sau khi là vụ án xảy ra. Cô này nghe thấy tiếng kêu của một trong hai nạn nhân và phát hiện là ra là ông Trinh đang nằm trên sàn phía sau quầy thu ngân. Tuy nhiên khi được cảnh sát là thẩm vấn, Nixon khai cô ta không nghe hay nhìn thấy gì cả. Người phụ nữ sau đó đã thừa nhận lời khai của mình là sai sự thật. Và hiện là Nixon đang bị tạm giam là tại nhà tù của là bang mà không được bảo lãnh theo các tờ báo đã đưa tin như vậy. Và trong khi đó là cảnh sát địa phương cũng đang là trao giải thưởng là 10.000 đô la Mỹ, tức là hơn là 230 triệu đồng Việt Nam cho ai có bằng chứng giúp bất cứ bắt được kẻ là gây án. Nhưng đến ngày hôm nay thì cái thông tin kẻ gây án vẫn là chưa có xác
xác định được và chưa truy tìm ra các bạn. Rất là đau lòng cho là hai vợ chồng người Việt kiều này đó, tha phương cầu thực bên Mỹ rồi rút cuộc là bị giết chết đó. Và hai vợ chồng là kinh doanh đã lâu đời ở bên phía Mỹ rồi, và lý do người ta đã cầu xin rồi, nó chúng cho biểu chúng nó là lấy tiền đi, nhưng chúng nó vẫn cố tình, hắn ta vẫn bằng mọi cách bắn chết hai vợ chồng. Đây là một điều rất nhẫn tâm, thưa các bạn. Và vụ thứ hai là nam sinh trung học bị bạn cùng lớp là đâm tử vong đó. Hai học sinh lớp 11 trường phổ thông trung học là Nho Quang B, Ninh Bình có mâu thuẫn dẫn tới xô xát, một em bị đâm trúng động mạch đó, dẫn đến tử vong. Rất là đau lòng. Và trao đổi với phóng viên Dân Trí thì lãnh đạo công an huyện Nho Quang, Ninh Bình cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thị trấn Nho Quang. Nạn nhân là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Nho Quang B. Thì trước đó là trưa 16 tháng 12, sau giờ học buổi sáng tại một quán nước chè ven là quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn là phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quang, tỉnh Ninh Bình, hai học sinh là tên P sinh năm 2004 và tên D sinh năm 2003 đều là học sinh lớp 11 M trường phổ thông trung học Nho Quang B xảy ra xô xát. Em B đã dùng vật nhọn đâm vào người em D. Và bà Phạm Thị Giang, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nho Quang B cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã có mặt đưa em D đến bệnh viện đa khoa huyện Nho Quang để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên em D đã tử vong. Nhận được tin báo, công an huyện Nho Quang nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra là nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đang được là công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ. Quá đau xót thật không các bạn. Hai em học sinh mới học lớp 11 thôi mà đã ra tay sát hại bạn học mình như vậy. Đây đều là quả một câu chuyện, một vụ án quá đau lòng cho cái lứa tuổi học sinh, phải không các bạn? Đó. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Tôi rất cảm ơn các bạn là trong thời gian qua thì luôn luôn là lúc nào cũng là đồng hành và đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh cho tôi. Tôi cố gắng là cập nhật những thông tin nhanh và nóng và chính xác để gửi tới phục vụ cho quý vị và các bạn gần xa là theo dõi trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại các bạn, quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.